Ok, em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip này thì tiếp tục em test cái loa chép đứt cho anh em mình xem nha. Mẫu này thì em về nhiều lô rồi ha. Và lô này thì em vừa cập bến ha. Lo nó có đường kính là 10.5 nha. Thì anh em mình có mấy cái lo 9.5 này ha, hoặc là mấy lo 10, nó lo 10.5, lo 11 đồ. Thì anh em mình có thể thay thế cái cũ lo này vào được nha. Và bây giờ thì em sẽ lên tiếp một đoạn nhạc cho anh em mình nghe ha. Hiện tại thì em chưa có cao chép nè, bây giờ em sẽ cho chép vào ha. Ở đây mình thấy sự khác biệt rất là xa nha. Em tháo chép ra nè. Đó. Rồi bây giờ em sẽ gắn cái chép tăng cường này vào ha. Gỡ ra. Đó anh em mình thấy sự khác biệt rất là lớn ha. Bây giờ em cầm vào lại ha. Thì chép này anh em mình về có thể hỗ trợ thêm ha, hỗ trợ thêm vào cái thùng lo anh em mình đang có, hoặc là anh em mình lắp ở ngoài ha, để mà hỗ trợ thêm cái tiếng chép. Nó tiếng kêu rất là tơi anh em ạ. Con này nó đang hát kèm theo ha. Thì anh em mình có thể ghép chung với lại mấy cái loa bass 20, 25, 30 trong gia đình đồ để mà karaoke và nghe nhạc, xem phim đều được nha anh em. Đó lo chép đứt này là lo chép đứt từ neo nha, chép đứt từ neo. Thì cái củ từ của nó nhỏ thôi anh em, nhưng mà từ này là từ neo nha. Thì nó dư sức cái từ để cho cái lo này hoạt động tốt nha anh em ha. Lo chép đứt từ neo. Đó. Con này thì được thiết kế là từ neo, tuy nó nhỏ vậy thôi chứ nó dư cái lượng từ để cho cái lo này hoạt động tốt nha. Và cái con lo của nó rất là to nha anh em. Cái con lo rất là to. Thì anh em mình có thể ghép karaoke và nghe nhạc đều được ha. Thì anh em mình có thể thay vào những cái thùng lo nằm, hoặc là những cái thùng lo cây, lo bass 20, 25, 30 đâu đều được nha. Anh em mình có thể sử dụng để mà karaoke và nghe nhạc ha. Thì cái con nó rất là to, thì anh em mình thay vào những cái thùng lo karaoke là vô tư nha anh em. Anh em mình có thể sử dụng karaoke trên con lo chép này tiếng rất là hay. Và anh em mình có thể ghép thêm ở ngoài để mà nó trợ thêm cái tiếng chép nha. Thì giá cho một đôi như thế này thì giá là 600.000. Em cam kết với anh em mình là chất âm vượt xa tầm giá nha anh em ha. Chất âm vượt xa tầm giá, giá 600.000 một đôi, chất âm rất là tuyệt vời. Đó, thì những cái lo vài trăm ngàn hoặc là những cái lo dưới 1 triệu thì cái dòng này chất âm rất là ok luôn nha anh em ha. Đó, trong tầm giá 600.000 một đôi thì dòng này là rất là tuyệt vời. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Đây, em tháo chép ra nè. Đó, anh em mình thấy ha. Đó, sự khác biệt rất là lớn. Bây giờ em sẽ cho chép vào ha. Để em ghim vào cho nó cố định nha anh em. Rồi ok, thì như vậy em cũng đã vừa test cho anh em mình nghe xong một đoạn rồi ha. Đó, và bây giờ thì em báo giá lại ha. Cái lô này về là màu trắng nha anh em. Thì nó có loại màu đen nữa. Loại màu đen hổng em về lô, mấy lô cũng mấy trăm cặp bán hết trơn rồi. Hiện tại là em không còn cặp nào màu đen hết. Thì em mới về cái lô này nè, chứ hổng gà màu trắng này cũng hết luôn ha. Thì mới về lô này được số ít ha. Thì màu trắng nó, thì anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em. Còn mấy cái lô trước về là màu đen, màu đen với màu trắng em cũng bán mấy trăm cặp rồi anh em. Đó, thì hết hàng rồi, thì mới về được lô này, thì em cập nhật clip lên. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Hiện tại thì em mới về được loại màu trắng này, còn màu đen thì em bán sạch hàng rồi anh em ạ. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Màu trắng này rất là đẹp nha anh em. Anh em mình có thể thay vào những cái thùng lo đang có, lo nằm, lo đứng, lo cây ha. Và anh em mình có thể thay vào những cái lo trợ thêm ở bên ngoài, hoặc là anh em mình độ thêm ở bên ngoài đều được nha. Đó, thì tuy là nó rất nhỏ gọn thôi nhưng mà nội công của nó rất là thâm hậu nha. Nó từ neo, con nó rất là to anh em ạ. Cái con nó to đùng mà ha. Cái con nó to hơn cả những cái lo chip giấy của BMW rất nhiều nha anh em. Con nó to cỡ chừng 3 phân nữa anh em ạ. Cái mũi nó bay lớn, là cái con nó bay lớn luôn á nha. Cho nên là con này thì chịu đòn karaoke cũng khá là tốt. Anh em có thể sử dụng karaoke và nghe nhạc. Thì trong tầm giá em cam kết với anh em mình là chất âm rất là hay, vượt xa tầm giá. Nếu như mà anh em mình nhận hàng lo này không hay, cứ gửi lại em đổi sản phẩm khác cho anh em mình nha. Đổi bất kỳ sản phẩm nào em đăng trên kênh, nếu như mà còn hàng thì em sẽ đổi cho anh em mình ha. Đó, thì em cam kết với anh em mình là trong tầm giá 600 là tuyệt vời. Đó, em bán mấy trăm cặp rồi nhưng mà số lượng đổi thì chỉ có 1-2 cặp thôi anh em ạ. Chỉ có 2 cặp thôi ha. Đó, thì anh em mình yên tâm. Đó, cam kết với anh em mình là chất âm rất ok luôn. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Tại này em về được số lượng á. Đó,
Thì hiện tại là giá 600, nếu mà sau này giá nó có lên xuống gì nữa thì em không biết nha. Hiện tại thì em sưu tầm được, nói chung là tầm giá 600 thì em thấy cũng rất ok rồi. Nếu mà sau này mà người ta có thanh lý ra rẻ hơn hay là cao hơn gì đó thì sẽ có cái giá thay đổi nha. Nói như giá hiện tại là 600 ngàn thôi. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Rồi xong, clip em cũng xin được kết thúc tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều để dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.